V-League 2021 là một mùa giải với nhiều bất ngờ thú vị. Khi ngoài việc bị hoãn do đại dịch, dường như triều đại thống trị của Hà Nội đã sụp đổ, Viettel không thể bảo vệ ngôi vương và sự vươn lên của nhiều cái tên mới. Người hâm mộ có thể nói nhiều về sự thăng hoa của Công Phượng cùng các đồng đội. Những người đang biết rằng Nam Định cũng đã có một mùa giải rất hay, trở thành một chú ngựa ô đích thực, đã bại nhiều ông lớn và khiến ngay cả Hoàng Gia Lai cũng phải rất vất vả mới có chiến thắng xuất sao. Góp phần lớn vào thành công đó là nguồn cảm hứng mang tên Osu Konam, cầu thủ bờ biển Nga đã đến sức sống mãnh liệt cho hàng công của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ. Chỉ mới năm đầu tiên chơi bóng tại V-League, tiền đạo đến từ bờ biển Nga đã tạo được nhiều ấn tượng tốt đẹp trong mắt cầu thủ viên Nam Định nói riêng và cầu thủ viên bóng đá Việt Nam nói chung. Thế nhưng mới đây, người hâm mộ bàng hoàng khi nhận tin dữ Konam đã bị sát hại ngay tại quê nhà. Đây thực sự là thông tin gây chấn động và làm dấy lên trong lòng nhiều người nỗi buồn man mác. Bởi lẽ dù không mang quốc tịch Việt Nam, nhưng những gì mà Osu Konam đóng góp cho câu lạc bộ Nam Định lẫn bóng đá Việt Nam thật sự đáng trân trọng. Osu Konam, Anige, Harian, Max Malone hay thường được gọi thân thương ngắn gọn là Konam, là cầu thủ người bờ biển Nga, sinh năm 1989. Cũng giống như nhiều đứa trẻ châu Phi tại vùng ngoại ô Ayama ngày đó, bóng đá chính là niềm đam mê lớn của Konam và anh cũng sớm đi theo con đường thi đấu chuyên nghiệp. Osu Konam khởi đầu sự nghiệp của mình tại câu lạc bộ quê nhà Africa Sport vào năm 2006 khi mới 17 tuổi. Anh kinh qua nhiều câu lạc bộ khác nhau tại các quốc gia trong châu lục và cũng đạt được một số thành công nhất định, trong đó có chiếc vô địch Champions League châu Phi vào năm 2012 cùng với Al Ahly Cairo. Nhưng mà thể hiện ổn định như vậy giúp cho Konam lọt vào mắt xanh cũng như là bóng tại các châu lục khác. Tiền đạo sinh năm 89 đã có cơ hội cọ sát tại nhiều nền bóng đá của châu Á và châu Âu. Cuối cùng, màn trình diễn ấn tượng trên báo của Stade Lausanne Oshie tại giải vô địch Thụy Sĩ đã giúp Konam có được sự chú ý của các tuyển tập viên câu lạc bộ Nam Định. Mùa giải 2021, Osu Konam trở thành ngoại binh cùng với đoàn quân huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ chinh chiến tại V-League. Sự bỡ ngỡ trong lần đầu tiên chơi bóng tại một quốc gia Đông Nam Á là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng tiền đạo người bờ biển Nga đã chứng tỏ vì sao anh xứng đáng được trọng dụng. Không chỉ nhanh chóng thích nghi với lối chơi chung của toàn đội, những gì Konam làm được còn nhiều hơn thế. Sau 3 vòng đấu đầu tiên của giải vô địch quốc gia để làm quen với nhịp độ chơi của toàn đội, Konam bắt đầu công cuộc săn bàn từ vòng 4 với một cú volley không thể ấn tượng hơn vào lưới của đương kim vô địch Viettel. Liên tiếp vào 2 trận sau đó, tiền đạo mang áo số 73 nhả đạn đều đặn, giúp Nam Định có được chiến thắng trước Bình Định và Sài Gòn. Dù hàng thủ Nam Định chơi thiếu chắc chắn, nhưng sự sắc bén trên hàng công của Konam luôn làm nức lòng người hâm mộ đội bóng. Lần lượt BKMX Bình Dương, Than Quảng Ninh, những đội bóng được đánh giá cao hơn Nam Định rất nhiều, đều bị tiền đạo người bờ biển Nga xé lưới. Thế nhưng, để nói về trận đấu xuất sắc nhất, đỉnh cao nhất của Osu Konam tại V-League 2021, chúng ta phải đề cập trận đấu giữa Nam Định và Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng 10. Dù câu lạc bộ đến từ phía Nam có phong độ không cao, nhưng đội bóng này vẫn được xem là Galacticos phiên bản Việt với nhiều cái tên chất lượng, trong đó nổi bật là Lý Nguyễn. Thế nhưng, đó cũng không phải vấn đề lớn với Nam Định, bởi họ đã có một Osu Konam đang rất vào form và mang bàn thắng. Tiền đạo đến từ bờ biển Nga ngay lập tức khiến khán đài dậy sóng với pha lập công ngay phút thứ 6 sau tình huống chọn một trí khôn ngoan. Trận đấu được đẩy lên cao trào khi Thành phố Hồ Chí Minh vươn lên dẫn trước rồi lại bị gỡ hòa hai đều. Bước ngoặt đến ở phút 76 sau tình huống phạt góc, Osu Konam nhảy bén di chuyển đến cột xa để bóng vào lưới, ấn định chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc cho Nam Định. Bên cạnh việc để lại dấu ấn với cú đúp bàn thắng, Osu Konam còn khiến người hâm mộ phấn khích với điều ăn mừng theo kiểu múa quạt Vinahe rất Việt Nam. Có lẽ lâu lắm rồi sân Thiên Trường mới nhộn nhịp hân hoan như thế. Hàng trăm cổ động viên hò reo trước trận cầu mãn nhãn và đội bóng con cưng giành chiến thắng theo cách kịch tính nhất nhờ vào nguồn cảm hứng Osu Konam. Hình ảnh Konam ăn ý với Rodrigo trên hàng công giúp Nam Định thăng hoa. Nhiều cổ động viên không khỏi liên tưởng đến bộ đôi Harry Kane, Sonny Win của Tottenham Hotspur. Và cho đến khi V-League bị hoãn, Konam cùng với Nguyễn Văn Toàn của Hoàng Gia Lai chia sẻ ngôi vua phá lưới với 7 bàn thắng. Là một tân binh, lại còn là người ngoại quốc, nhưng thái độ tập luyện thi đấu rất chuyên nghiệp của Osu Konam đã giúp anh chiếm được nhiều tình cảm của người hâm mộ đội bóng từ phía Nam đồng bằng Bắc Bộ. Mỗi khi tiền đạo người bờ biển Nga có mặt trên sân, các cổ động viên lại cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, dù cho đối thủ của họ có là ai. Không phải vì Konam là một cầu thủ thần thánh, có thể gánh team một mình đưa đội nhà đến chiến thắng bất cứ lúc nào, mà là vì Konam mang trong mình dòng máu chiến binh đích thực, luôn sẵn sàng xả thân vì đội bóng. Được đánh giá là một trong những tiền đạo toàn diện nhất V-League, Konam có phong cách chơi đặc thù của những cầu thủ châu Phi với sự kết hợp của chất hoang dã, máu chiến nhưng cũng không kém phần nhanh nhẹn và khéo léo. Chưa bao giờ người ta thấy Konam đụng đến đi bộ khi đội nhà đã có bóng. Sự xông xáo và lan xả của anh trở thành một nguồn năng lượng bất tận
trên hàng công của Nam Định. Chiến thư tinh thần nhiệt huyết, không bao giờ bỏ cuộc, giúp cầu thủ bờ biển Nga rất được lòng người hâm mộ. Ai ai cũng yêu mến chàng tiền đạo đến từ châu Phi này và khẳng định đây là một trong những bài học đồng chất lượng bậc nhất của Nam Định trong nhiều năm qua. Có thể nói, nếu như Wakanda có những chiến binh không biết sợ hãi, đổ máu để bảo vệ cho vương quốc, thì Nam Định cũng có một chiến binh Wakanda như thế, có Osu Kunan trong đội hình. Dù anh không ghi bàn ở trận đấu đó, nhưng luôn là chỗ dựa vững chắc cho cả đội. Ở chiều hướng ngược lại, bản thân Osu Kunan cũng dành nhiều tình cảm cho con người và đất nước hình chữ S. Bằng chứng rõ nét nhất có lẽ là pha ăn mừng theo kiểu múa quạt rất Việt Nam, chứng tỏ chàng tiền đạo bờ biển Nga đã nhập gia tùy tục, thích nghi rất nhanh với văn hóa đại chúng. Sau khi V-League bị hoãn vì muốn tiếp tục chơi bóng, Kunan chuyển tới Ả Rập Saudi khoác áo Al Bukhira. Nhưng đây chỉ là hợp đồng ngắn hạn, bởi trong lòng Kunan luôn hướng về Việt Nam, muốn được quay trở lại và chơi bóng tại V-League 2022 khi mùa giải khởi tranh. Thế rồi, đó lại là nguyện vọng mãi mãi không bao giờ thực hiện được. Ngày 4 tháng 1 năm 2022, người đại diện Nguyễn Minh Châu của tiền đạo người bờ biển Nga đã thông báo gây sốc đến người hâm mộ bóng đá Việt Nam rằng Osu Kunan đã bị sát hại tại quê nhà. Theo thông tin được cập nhật thì hung thủ chính là em họ của Kunan, người đang nhẫn tâm bỏ thuốc độc vào ly rượu của chàng tiền đạo này. Nguồn cơn của sự việc có lẽ chúng ta phải nhờ cơ quan chức năng bờ biển Nga vào cuộc, nhưng điều quan trọng là Nam Định nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung đã phải đón nhận tin buồn ngày đầu năm mới với mất mát này. Kunan có thể không mang dòng máu Việt Nam, nhưng những gì anh đã thể hiện trên mảnh đất hình chữ S xứng đáng được tôn vinh và trân trọng. Những ký ức đẹp đẽ của chàng tiền đạo này gắn liền với những năm tháng thăng hoa của Nam Định, tất cả sẽ luôn được các cổ động viên lưu giữ trong tim mình. Chúng ta chỉ thực sự chết đi khi bị lãng quên. Osu Kunan chỉ đến V-League thi đấu chưa tròn một mùa và cũng đã không thể tiếp tục quay trở lại thi đấu tại Việt Nam như nguyện vọng của anh. Nhưng với những gì đã làm được, Kunan vẫn là điểm nhấn nổi bật tại giải vô địch quốc gia nước ta năm 2021 và chắc chắn là ngoại binh được cổ động viên Nam Định hết mực yêu mến. Cảm Show cũng xin dành những lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình của Kunan và cảm ơn những gì mà anh đã đóng góp cho câu lạc bộ Nam Định. Hãy yên nghỉ, Osu Kunan. Trong văn hóa của chúng tôi, cái chết không phải là sự kết thúc. Từ Chala.